Chào mừng sự trở lại của các bạn với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ nghe qua câu nói của người xưa, của cổ nhân, dầu hai con mắt khó đôi bàn tay hay chưa? Câu nói này ý chỉ đôi mắt của chúng ta quan trọng đến mức như thế nào? Hầu hết thông tin, kinh nghiệm và ký ức đều được thu thập nhờ qua đôi mắt phải không nào? Các bạn ạ, trong thế giới của những loài động vật thì đôi mắt ngoài những ý nghĩa là để nhìn ngắm, quan sát ra, nó còn là một điểm nhấn nổi bật trên cơ thể chúng nữa đấy. Nghe qua đã thấy thật thú vị rồi phải không nào? Ngay bây giờ đây, các bạn sẽ cùng tôi đi tìm những loài vật sở hữu đôi mắt độc đáo và kỳ lạ nhé. Con ếch có lẽ không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta rồi phải không? Loài vật này dù quen thuộc gần gũi là vậy, nhưng nó cũng được xếp trong top các loài vật có đôi mắt ấn tượng đấy các bạn ạ. Vị trí của mắt ếch nằm trên đỉnh hai bên đầu cũng cho chúng tầm nhìn tốt hơn, bao quát lên đến 360 độ. Loài lưỡng cư này dành một khoảng thời gian khá dài trong nước. Để bơi trong nước chứa đầy rác, ếch có 3 mí mắt, 2 mí trong suốt và 1 mí bán trong suốt. Màng bán trong suốt này được gọi là màng giả. Nó có thể đóng hoàn toàn để những con ếch có thể bảo vệ mắt dưới nước đấy. Các bạn có thích ăn những món chế biến từ hải sản như tôm, cua hay mực không? Ôi, tưởng tượng ra trong thời tiết hơi se se lạnh mà có cái lẩu hải sản cùng đôi ly rượu ngồi nhâm nhi thì nhất phải không nào? Trong các loài hải sản đó thì mực cũng là loài có đôi mắt thuộc hàng dị các bạn ơi. Mắt của loài hải sản này có một con ngươi hình thù kỳ lạ, cho chúng tầm nhìn rộng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy những gì phía sau lưng chúng. Ngoài ra, chúng có thể phát hiện ra ánh sáng phân cực với độ chính xác đáng kinh ngạc, thậm chí phát hiện được sự thay đổi nhỏ nhất về góc độ của ánh sáng phân cực. Điều này giúp quan sát rõ những gì đang xảy ra xung quanh chúng đấy. Các bạn nghĩ sao nếu con ngươi mắt sẽ có hình chữ nhật đây? Chắc là không bao giờ có chuyện đó phải không? Nhưng nếu suy nghĩ như vậy thì các bạn đã bị nhầm rồi nhé. Có một loài vật cũng khá quen thuộc với chúng ta mà nó sở hữu con ngươi mắt có hình chữ nhật đấy. Đó chính là con dê nhé. Con ngươi hình chữ nhật của loài dê nghe có lạ không nào? Rõ ràng là có chứ. Tuy nhiên với con ngươi này đã đem lại khả năng nhìn vượt trội và là một ưu thế đối với loài ăn cỏ này, bởi vì chúng dễ bị thú săn mồi tấn công khi đang gặm cỏ. Con ngươi hình chữ nhật cho chúng tầm nhìn toàn cảnh chi tiết, giúp phát hiện nguy hiểm từ xa. Bên cạnh đó, chúng có thể xoay mắt giúp phát hiện chuyển động lạ trên đồng cỏ ngay cả khi gặm cỏ. Nhờ đó, chúng có đủ thời gian để trốn thoát khỏi động vật săn mồi. Con chuồn chuồn là cái tên tiếp theo trong số những loài độc đáo về cặp mắt. Một trong những điểm tuyệt vời nhất ở chuồn chuồn là đôi mắt hình cầu tuyệt đẹp và tinh anh. Mỗi mắt có 30.000 mặt được đặt theo các hướng khác nhau. 30.000 đấy các bạn ạ, khủng chưa nào? Kết quả là chúng có tầm nhìn lên đến 360 độ, cho phép phát hiện ngay cả những chuyển động nhỏ nhất trong môi trường xung quanh. Chuồn chuồn cũng có thể nhìn được tia cực tím và ánh sáng phân cực nằm ngoài phổ thị giác của chúng ta. Điều này đóng một vai trò rất lớn trong việc định hướng của loài vật nhỏ bé này đấy. Loài vật tiếp theo là con tắc kè. Hầu hết tắc kè sống về đêm, nên để thích nghi với lối sống này, chúng có thị lực rất ấn tượng. Nói chính xác, mắt của chúng nhạy hơn 350 lần so với ngưỡng thị giác và màu sắc của con người. Chúng thậm chí có thể nhìn thấy rõ màu sắc trong ánh sáng yếu. Nghe cũng hơi khó tin các bạn nhỉ, gấp 350 lần so với ngưỡng thị giác của con người sao? Ồ, nhưng đó lại là sự thật đấy nhé. Loài bò sát này còn có thể di chuyển hai mắt độc lập, có thể tập trung vào hai đối tượng khác nhau theo hai hướng khác nhau cùng một lúc. Khả năng này cung cấp cho chúng tầm nhìn 360 độ tuyệt vời. Ok, đấy là những loài vật quen thuộc gần gũi với chúng ta. Tiếp theo là những loài hơi lạ lạ tên một chút nhé. Nhưng con mắt thì thú vị không kém đâu. Các bạn nghe qua cái tên tôm bọ ngựa chưa? Mắt loài này được cho là tốt nhất trong vương quốc động vật đấy. Trong khi con người có 3 thụ thể màu, thì loài giáp xác này
có 12 thụ thể màu khác nhau. Con tôm bọ ngựa có thể nhìn thấy những màu sắc mà chúng ta không thể cảm nhận được. Đôi mắt tuyệt đẹp của tôm bọ ngựa cũng hoạt động độc lập, xoay theo các hướng khác nhau cùng một lúc. Khả năng xoay của mắt lên đến 70 độ, cung cấp một tầm nhìn rộng hơn. Ngoài ra, tôm bọ ngựa có thể nhìn được tia hồng ngoại, UV và ánh sáng phân cực. Wow, quả thật là siêu thị lực phải không? Trong thế giới các loài cá thì có cá mập đầu búa các bạn ạ. Nó có một trong những cái đầu kỳ lạ nhưng thú vị nhất trong vương quốc động vật. Nó có hình dạng như một chiếc búa dẹt với đôi mắt cách xa nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh rằng cái đầu có hình dạng kỳ lạ này phục vụ một mục đích cụ thể, đem lại tầm nhìn tốt hơn so với các loài cá mập khác. Nói chính xác, đôi mắt cách xa như vậy mang lại cho chúng tầm nhìn tuyệt vời và khả năng cảm nhận độ sâu đấy. Một cái tên cuối cùng chính là Tarsier. Tarsier là một loài linh trưởng nhỏ được tìm thấy trong các khu rừng ở Đông Nam Á. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng là đôi mắt to có đường kính lên tới 1,6 cm. Nếu so với kích thước cơ thể, đây là đôi mắt lớn nhất trong số tất cả các loài động vật có vú trên thế giới. Giống như những con cú, đôi mắt của loài Tarsier không chuyển động được bởi vì chúng cố định trong hộp sọ. Bù lại, Tarsier có thể di chuyển đầu 180 độ sang trái và phải, giúp chúng quan sát những gì xảy ra xung quanh. Tarsier sống về đêm và chỉ hoạt động vào ban đêm, nên đôi mắt lớn của Tarsier cho chúng khả năng nhìn trong tối tuyệt vời. Ngoài ra, thính giác rất nhạy bén. Cả hai đặc điểm này giúp Tarsier phát hiện con mồi trong điều kiện ánh sáng cực kỳ yếu. Hết rồi các bạn ơi, sau khi xem xong video hôm nay các bạn cảm thấy như thế nào nào? Thiên nhiên của chúng ta thật là muôn màu và đáng để khám phá phải không? Hãy luôn đồng hành cùng tụi mình để khám phá thêm nhiều điều bí ẩn hơn nữa trong các video tiếp theo nhé. Xin chào!